Chào mừng các con đã trở lại với khóa học trực tuyến Tiếng Việt lớp 5 cùng trang web olm.vn. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong khóa học này. Cô chúc các con sẽ có một ngày học tập thật vui vẻ và hiệu quả. Các con thân mến, chúng mình đang cùng nhau khám phá tuần 14 của chương trình Tiếng Việt lớp 5. Ngày hôm nay, cô giới thiệu đến các con một bài học mới. Đó là bài học luyện từ và câu ôn tập về từ loại. Các con đã được tìm hiểu rất nhiều từ loại trong chương trình. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập và củng cố để ghi nhớ kiến thức về từ loại. Đối với bài học này, các con cần đạt các mục tiêu sau đây. Thứ nhất, củng cố kiến thức về danh từ, đại từ, quy tắc viết hoa danh từ riêng. Thứ hai, nâng cao kỹ năng sử dụng danh từ, đại từ. Không để các con chờ đợi lâu hơn nữa, cô trò chúng ta cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay thôi nào. Bài học của chúng ta sẽ bắt đầu với bài 1. Đọc đoạn văn sau, tìm danh từ riêng và 3 danh từ chung trong đoạn văn. Đoạn văn các con cần đọc như sau. Chị, Nguyên quay sang tôi, giọng nghẹn ngào. Chị là chị gái của em nhé. Tôi nhìn em cười trong hai hàng nước mắt kéo vệt trên má. Chị sẽ là chị của em mãi mãi. Nguyên cười rồi đưa tay lên quệt má. Tôi chẳng buồn lau mặt nữa. Chúng tôi đứng như vậy, nhìn ra phía xa sáng rực ánh đèn màu. Xung quanh là tiếng đàn, tiếng hát khi xa, khi gần chào mừng mùa xuân. Một năm mới bắt đầu. Trước khi chúng ta tìm danh từ riêng và 3 danh từ chung trong đoạn văn vừa rồi, các con cần nhắc lại kiến thức về danh từ riêng và danh từ chung. Các con hãy cho cô biết danh từ riêng là gì và danh từ chung là gì. Cô mời các con trả lời câu hỏi. Đúng là như vậy, danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa. Còn danh từ chung là tên của một loại sự vật. Sau khi đã nắm được kiến thức về danh từ riêng và danh từ chung, các con hãy giúp cô tìm danh từ riêng có trong đoạn văn trên và danh từ chung có trong đoạn văn trên. Đúng vậy, trong đoạn văn này chỉ có một danh từ riêng, đó là Nguyên, và Nguyên ở đây chính là tên người. Theo yêu cầu của đề bài, chúng ta sẽ tìm được 3 danh từ chung, đó là chị gái, nước mắt, má. Ngoài ra còn rất nhiều danh từ chung khác có trong đoạn văn vừa rồi mà các con có thể dễ dàng nhận ra. Sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của bài tập 1, cô mời các con sẽ cùng đến với bài tập 2. Nhắc lại quy tắc viết hoa danh từ riêng đã học. Các con thân mến, các con đã được học quy tắc viết hoa danh từ riêng trong chương trình trước. Trước tiên, các con cần nhớ rằng khi viết tên người, tên địa lý Việt Nam cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó. Ví dụ, Võ Thị Sáu, Hà Nội. Khi viết tên người, tên địa lý nước ngoài cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối. Chẳng hạn chúng ta có Paris, Victor Hugo. Những tên riêng nước ngoài được phiên âm theo âm Hán Việt thì viết hoa giống như cách viết tên riêng Việt Nam, nghĩa là chúng ta sẽ viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó. Ví dụ, Lý Bạch, Lỗ Tấn, Quách Mạt Nhược. Các con cần ghi nhớ và nắm chắc quy tắc viết hoa danh từ riêng này để chúng ta có thể áp dụng trong quá trình học tập cũng như trong đời sống hàng ngày. Cô mời các con sẽ cùng đến với bài tập 3. Bài tập 3 có yêu cầu tìm đại từ xưng hô trong đoạn văn ở bài tập 1. Trước khi chúng ta tiến hành tìm đại từ xưng hô, các con hãy cùng cô nhắc lại kiến thức về đại từ xưng hô. Đại từ xưng hô là từ được người nói dùng để tự chỉ mình hay chỉ người khác khi giao tiếp, như tôi, chúng tôi,
mày, chúng mày, nó, chúng nó. Bên cạnh các từ nói trên, người Việt Nam còn dùng nhiều danh từ chỉ người làm đại từ xưng hô để thể hiện rõ thứ bậc, tuổi tác, giới tính như ông, bà, anh, chị, em, cháu, thầy, bạn. Quay trở lại với đoạn văn ở bài tập 1. Chúng ta thấy rằng trong đoạn văn ở bài tập 1 có xuất hiện rất nhiều đại từ xưng hô. Các con hãy giúp cô tìm những đại từ xưng hô trong đoạn văn này nhé. Cô khen các con vì các con đã trả lời vô cùng chính xác. Chúng ta tìm được các đại từ xưng hô xuất hiện trong đoạn văn này. Đó là đại từ chị, đại từ tôi, đại từ chị. Tiếp theo đại từ chị, đại từ em, đại từ tôi, đại từ em, đại từ chị, đại từ em và đại từ tôi, đại từ chúng tôi. Qua bài tập 3 này, các con đã cùng cô củng cố kiến thức về đại từ xưng hô và chúng mình đã tìm được đại từ xưng hô trong một đoạn văn cụ thể. Cô hy vọng trong những bài tập khác, các con có thể tự mình tìm được đại từ xưng hô một cách nhanh nhất và chính xác nhất có thể. Cô mời các con sẽ cùng đến với bài tập 4 và bài tập 4 cũng là bài tập cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Bài tập 4 có yêu cầu tìm trong đoạn văn ở bài tập 1. Thứ nhất, một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu ai làm gì. Thứ hai, một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu ai thế nào. Thứ ba, một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu ai là gì. Và thứ tư, một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu ai là gì. Đây là đoạn văn mà chúng ta đã đọc trong bài tập 1. Cô sẽ không nhắc lại đoạn văn này nữa. Các con có thể đọc lại đoạn văn bằng cách dừng video lại một chút để chúng ta đọc thật kỹ, sau đó sẽ thực hiện các yêu cầu ở bên bảng phía tay trái. Các con đã đọc rất kỹ đoạn văn ở bài tập 1 rồi đúng không nào? Bây giờ các con hãy giúp cô tìm danh từ làm chủ ngữ trong kiểu câu ai làm gì và một đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu ai làm gì. Cô mời các con thực hiện nhiệm vụ của mình. Đúng vậy, các con trả lời rất chính xác. Chúng ta sẽ có danh từ Nguyên trong câu Nguyên quay sang tôi, giọng nghẹn ngào. Lúc này, Nguyên làm chủ ngữ trong kiểu câu ai làm gì. Chúng ta có đại từ chúng tôi trong câu chúng tôi đứng như vậy, nhìn ra phía xa sáng rực ánh đèn màu, xung quanh là tiếng đàn, tiếng hát khi xa, khi gần chào mừng mùa xuân. Đại từ chúng tôi lúc này làm chủ ngữ trong kiểu câu ai làm gì. Sau đó, các con sẽ cùng đến với nhiệm vụ tiếp theo. Hãy tìm giúp cô danh từ và đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu ai thế nào. Chúng ta tìm được câu một năm mới bắt đầu và một năm mới ở đây là một cụm danh từ với danh từ trung tâm là năm. Lúc này, cụm danh từ một năm mới đóng vai trò là chủ ngữ trong kiểu câu ai thế nào. Chúng ta tìm được đại từ tôi trong câu tôi chẳng buồn lau mặt nữa và tôi đóng vai trò là chủ ngữ trong kiểu câu ai thế nào. Tiếp nối bài học, các con hãy tìm giúp cô danh từ và đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu ai là gì. Ở đây các con thấy rằng trong câu chị là chị gái của em nhé thì chị chính là danh từ đóng vai trò làm chủ ngữ trong kiểu câu ai là gì. Và chị trong câu chị sẽ là chị của em mãi mãi đóng vai trò là chủ ngữ trong kiểu câu ai là gì. Các con lưu ý ở đây từ chị là đại từ nhưng nó cũng chính là danh từ. Cuối cùng,
Các con tìm một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu ai là gì? Cô mời các con trả lời câu hỏi. Chúng ta tìm được câu chị là chị gái của em nhé. Và chị gái ở đây là một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu ai là gì? Như vậy qua bài tập 4 này, chúng ta đã cùng nhau củng cố vai trò của danh từ và đại từ trong những kiểu câu cụ thể. Các con thân mến, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Qua bài học ngày hôm nay, cô hy vọng các con sẽ nắm chắc kiến thức về từ loại, đồng thời có thể vận dụng để thực hiện các bài tập cụ thể cũng như sử dụng trong lời nói sinh hoạt. Cô cảm ơn các con vì đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo cùng trang web olm.vn.